Chúng ta tiếp tục với set đấu thứ hai của trận công đài thứ nhất, lô đài Mikati kỳ 106 nhớ Huỳnh Khắc Phục, Hồ Anh Chết. Phục đã ăn set thứ nhất. Vậy bây giờ set 2, Chết đeo bóng. 0-1. Một đều. Một quả đỡ lại bất ngờ ngoài dự kiến. 1-2. Đổi ra bóng cho Chiết. 3-1. Bốn một. Đổi giao bóng, phục giao bóng. 2-4. Hai năm. Quả vừa rồi như đó là những quả giao bóng xoáy xuống nặng và ngắn, Chiết vẫn cứ cố chấp với những quả bóng đó. Sáu ba. Quả bạc rất là căng của Huỳnh Khắc Phục. Tỷ số 4-6. Một quả giao bóng ra ngoài. 4-7. Quả giao nặng và trả lại nặng. Phục đã giật dính lưới. Đổi giao bóng cho Chiết. 8-4. Quả phản đòn bất ngờ. 9-4. Đội giao bóng. 5-9. Đổi giao bóng. 16. Và 11-6. Như vậy sau hai set đấu thì hai tay vợt đã cân bằng với nhau ở tỷ số 1-1. Chúng ta chờ đón set đấu thứ 3.